Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Anh Hùng Bị Mọc Sừng nha anh em. Và nếu anh em nào thích video này hãy lại cho mình một like, một comment và một chia sẻ nha. Nó sẽ là cái động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Bắt đầu thôi nào, let's go. Restart game. Và chúng ta ở đâu đây? Mình có hai nơi phải đi được anh em ạ. Mình đã nâng hết vào cái phần công anh em ạ. Bây giờ khỏe dã man luôn. Đấy. Sổi nhảy để mình làm quen lại đã nha anh em. Sổi. Ui. Mana hay cái gì đây? Cái này còn lên cả level anh em ạ. Hay vãi nồi á. Ui. Có gì kìa. Ui. Có cơ được không? Vãi nồi. Chúng ta cưỡi được con khủng long anh em ạ. Ơi, chà. Xịn đấy. Ôi, cứu công chúa anh em ơi. Oh my god. Ui, nó ném mình. Ui, con khỏe lắm anh em ạ. Thầy khỏe lắm anh em ạ. Vãi lều ạ. Ui, cái nồi gì đấy, đông quá anh em. Ok. Bạn ơi. Rồi ôi, khỏe dã man luôn anh em ạ. Thằng kia kìa. Ok. Ui, nó ném tôi. Thôi thua. Trời thế trời sao. Nó đây rồi anh em ạ. Đúng rồi anh em ạ. Ui, bắn cung. Ôi, wow. Ăn chuối. Hồi máu anh em ạ. Khỏe chứ. Khỏe phết anh em ạ. Con này không phải đơn giản nhá. Ok. Mình sắp hết máu rồi này. Cưỡi được cái con này mới nhưng mà sắp hết máu rồi này. Làm nào. Vãi lều. Tốc độ. Vãi lều. Hài vãi cả trưởng anh em ạ. Trời ơi, khủng long. Cái này thì đánh thế thêm nhiều nhỉ. Mình cũng chưa hiểu là. Ai mình không nhìn thấy cái quái gì luôn anh em ạ. Ôi máu. Hồi này máu em à. Ok. Hay quá. Nice. Né như thật luôn anh em ạ. Né. Ôi thằng nó ăn luôn ạ. Nó cũng ăn được anh em ạ. Nó cũng ăn được các item nhá. Kinh thật. Mày kinh. Khủng long hơi bị bá đạo anh em ạ. Chúng ta sẽ tấn công tiếp tục nha. Đấy, đi sang bên này rồi anh em ơi. Và ôi, nó mang hai công chúa. Hôm qua mình đã cứu một công chúa rồi và còn hai công chúa nữa. Và mình sẽ cố gắng cứu hết còn lại nha anh em. Ok. Chúng ta sẽ chỉnh lại cái khung này cho nó chuẩn tí, nó hơi bị co lại một tí nha anh em. Rồi. À, hiệp sĩ có sừng, không biết có thay đổi được màu. Ôi, có cái gì đấy? Có cái đùm cây này đang chạy kìa. Từ ui chạy mày chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu hả? Ơi con cú mèo này anh em. Ô. Có đấm luôn cú mèo được không nhỉ? Không đập được à? Con cú mèo ảo ấy. Ôi nó đang y anh em ạ. Ở đây ui. Có cái gì đó? Thấy nồi. Thành dòng luôn anh em ơi. Đáy dầm, nó sợ cái gì đó trong khu rừng này anh em ơi. Khu rừng này có ma ám, có ma quỷ gì đấy. Đó, let's go, lên. Hai sừng, túi vàng, lấy vàng. Ui,
đu dây kìa anh em. Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Ấy à, mình ghét nhất là mình còn bắn cùng nha anh em. Đấy, cứ bắn mình phát thì làm sao mình đỡ được. Này, mày chạy đi đâu, mày chạy đi đâu, mày chạy đi đâu, mày chạy đi đâu hả, mày chạy đi đâu. Bắn cùng, chết ngay. Né với tao này. Né đi, né đi, né đi. Ui trời ơi, ôi trời ơi, con lợn này khó chịu hết nhá, khó chịu thật sự. Dình đấy nhé. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi nhé anh em. Tập họp này có gì không? Trong này có đồ này, thường sẽ có cái đồ. Vũ khí mới anh em ơi, vũ khí nhìn ông bá đạo hơn anh em ạ. Quả búa vẫn là quả búa nhưng mà quả búa vẻ xịn hơn. Đúng ấy, mình mất con khủng long anh em ạ. Thảo nào mình không cắn được nữa, mình rất là chi là yếu luôn ấy. Mày nhờn. Đi đâu, đi đâu, đi đâu, đi đâu hả? Đi đâu này? Bắn cung, đúng rồi, dậm nó. Dậm nó phát nữa. Mày, mày, mày vào đây, mày vào đây. Vào đây, ui hồ ôi, rồi bị anh bật ra ngoài anh em ạ. Khó chịu thật. Vẫn bị đánh rồi. Mình sắp hết máu rồi này. Nó bắn cung nó khỏe quá nhở. Nó bá đạo thật sự luôn. Đánh kiểu gì bây giờ anh em ơi? Mấy con này, mấy con nồi này. Nào, nào, nào vào đây. Lên ăn chuối anh em ơi, lên ăn chuối tăng máu. Hoa quả sẽ giúp chúng ta tăng máu. Có cưới con hươu hay con nai không nhở? Ui, con nai nó đang y. Đúng là game bựa thật, nó sợ cái gì đó phía trước anh em ạ. Một con sông. Có một cái gì kìa. Ui, có một con pet đi theo kìa. Visit me animal info. À, về con này để sẽ xem các thông tin về các cái loài đi theo mình anh em ơi. Cho có thần thú cho mình là một con rồng con anh em ơi. Hay à. Hình như nó sẽ hồi máu cho chúng ta hay tăng công nhỉ. Chúng ta phải về nhà thì ta mới biết được cái con này nó sẽ như thế nào nhá. Hiện tại thì mình cũng không biết là nó sẽ sao sao đây. Nào, thì tiếp tục tiến lên nào anh em. Lên, 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 lên. Ok, ok, ok. Ui, có loài mới đây. Có mấy con đen đen là con gì đây? Mấy con đen đen, mấy con đen đen với chúng tôi à? Mấy con đen đen với chúng tôi à? Không được. Đó, đập hết, đập hết, đập hết. Đập hết, đập hết, đập hết, đập, đập. Bổ này, ok. Bổ, 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 bổ này. Nice, 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 nice. Good game, well played đấy. Nhờ, từ từ á. Rùi lại, lùi lại. Cái gì đấy? Vũ khí này cùi hơn, cây gậy cái này cùi hơn anh em ạ. Có thông số này, cộng 2 strength. Trừ đi cái kia là cái gì mình không biết được. Cái này trừ 1, cộng 1 thôi. Cái này ngon hơn anh em ạ. Vũ khí cũ khi mình còn ngon nữa cơ. Đấy đi đường nào, nhảy kiểu gì? Chúng ta nhảy kiểu gì ta? Nhảy kiểu gì đây? Nhiều gì vậy? Hello? 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 Không biết nhảy kiểu gì luôn. Bó cánh rồi. Anh em biết là nhảy kiểu gì không? Nhảy kiểu gì nhở? Nhảy, nhảy, nhảy. Mình phá cái tường ra đã. Phá tường, đúng rồi. Let's go. Ui, con gấu. Khổng lồ mà vẫn sợ một cái loài gì đấy anh em ạ. Sợ quá chạy luôn rồi. Chắc chắn là con boss lần này rất là khủng khiếp nha anh em. Ok. Đi đâu ơi? Có vàng này anh em. Lấy vàng đã. Nhờ. Con cái gì? Ăn cắp. Ăn cắp ăn trộm. Ăn cắp trứng gà. Ui. Trong này có nhiều cái thứ nó hay phết anh em ạ. Nhiều cái trò hay phết. Thấy cái giật quần áo. Giật. Mày giật quần áo. Mày giật. Giật đấy. Giật quần áo hộ cái. Ok. Oh my god. Từ từ bạn ơi. Từ từ bạn ơi. Ui xồi ôi. Ui. Lên level kìa. Level kìa anh em. Lên level kìa. Ok. Chúng ta đi qua một ngôi làng. Không biết trong làng này có cái gì. Yeah. Mình cũng không biết trong làng này nó có cái méo gì luôn. Tôi cứ đi thử xem đã. Ăn tí ra. Ok. Nice. Ui, con boss anh em ạ. Con boss. Yeah, boss kìa. Boss xuất hiện rồi. Oh my god. Boss xuất hiện là boss gì kìa. Ui, con này yếu á. Con này yếu lắm anh em ạ. Nó chỉ được mỗi đẻ con thôi chứ nó cũng không có cái gì cả. Nó không có chiêu thức gì luôn ấy. Oh my god. Khá dị à. Dị, dị,
dị hợm với chúng tôi này, dị ôi chạy được không? Để bạn có chạy được không? Này, nào, ok, vào đây. Ui, oh my god, rất nhiều thứ luôn anh em ạ. Good game, well played, hay à. Ui, nhưng mà tất cả các loài động vật đã chạy hết vào đây à? Không biết là chạy vào đây làm gì. Con này không phải là boss, tôi đoán con này không phải là boss anh em nhá. Đang ăn cỏ. What? Cái gì đấy? Ui, con này mới con chùm. Ui, con này là con chúa tể, con bố của nó anh em ạ. Ui, chạy. Té. Mình đang cưỡi game con hiêu anh em ạ. Ôi, chúng ta phải nhảy qua khu gỗ à? Oh my god. Chúng ta phải nhảy qua khu gỗ anh em ạ. Ok. Rồi, tôi hiểu rồi. Khó ấy. Ui, rồi. Sợ hãi các kiểu. Ui, mình không biết khúc gỗ bao giờ được xuất hiện đây này. Sợ quá. Ui, không nói nhiều quá. Không nói nhiều quá anh em ơi. Ui, sợ quá. Hốt quá anh em ạ, hốt thật sự luôn. Ui, ôi. Ui. Các bạn mình chưa quen anh em ạ. Ui. À, mình nhìn cái gì như thế. Có thể đoán biết trước được chỗ đường nào là đây. Vì nó có cái ánh sáng anh em ạ. Ờ, à, quen rồi. Wow. Sợ thế nhở. Chạy rồi đấy. Con kia vãi kìa. Oh my god. Bơi của cả cắm vào kìa. Làm nào đây. Ui, dính cắm vào anh em ạ. Cả cá mập này thì phải teo thôi. Cả cá sấu kìa. Mình vẫn đang cố gắng. Ui, có gì đây? Ui. Sợ quá anh em ạ. Chết luôn, đấm cho khóc nhè luôn anh em ạ. Trời ơi, khó thế này. Ôi, trên bờ nó còn đánh cái gì dưới kia nữa. Oh my god, no. Né anh em ơi. Né, sợ thật. Mình đánh cũng hay vãi nồi chứ đúng không? Mình mất máu anh em đúng không? Đều. Sợ thế nhở, còn cá mập nhiều hết. Cá mập nhiều quá anh em ơi. Phía sau, phía trước này. Con cái không đứng lên được à? Vãi nồi luôn ạ. Tôi còn cái đá chứ anh em. Xong chưa, bơi luôn anh em ạ. Bơi luôn, thủy chiến luôn. Ôi, ăn máu đây. Sao con game mình không bố. Lên nào, lên tàu đúng rồi. Ui, con mèo anh em ơi. Bắn hộ cái anh ơi. Cái gì ấy? Ui dồi, nó đấm ra như thế này cơ mà. Ui, đấm khỏe quá anh em ạ. Cái nồi gì đây?
Rồi gì đây? Né 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 né, đang cố gắng đánh cho con mèo này cái anh em. Wow 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 wow, cái gì đấy, cái gì đấy, cái nồi gì đây? Trận này mà thắng được thì gọi là đỉnh của chóp anh em ạ. Tại sao con này nó không... sao con này nó không lên nhỉ? Ôi nó vả được mình anh em ạ. Nó vả được mình kìa. Vẫn đánh được ạ. Chơi ai chơi? Chơi này ai chơi bạn ơi? Đây level 6 anh em ơi. Đánh mỏi tay thật sự. Wow. Đánh này bao giờ mới thắng được? Thằng lỗi. Trời ơi là trời. Mất nhiều máu quá anh em. Cố gắng hết sức ấy. Ui dồi, mất gần nửa thanh rồi. Và chiến này cực khổ quá mà luôn anh em. Ui này 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 này. Ây da. Né 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 né. Lâu ấy cho tao nhé cưng. Không phải né đâu anh em ơi. Ô không được. Nếu mà không né thì ra thua mất. Nếu mà không né ra thua mất anh em ơi. Oh my god. Khó đánh nhờ. Ui vẫn dính anh em ạ. Vẫn dính là quả này sắp hy sinh rồi. Sắp giết được nó rồi mà hy sinh thì đúng là buồn cười đấy. Sắp thịt được nó rồi mà hy sinh thì đúng là buồn cười anh em ơi. Quá khó chơi. Wow. Tôi còn tí máu anh em ạ, tôi cũng còn tí máu rồi. Mẹ đánh con mèo này thì đúng là mỏi tay luôn. Ui. Ui còn tí máu chết rồi. Xong rồi. Con tí máu kìa anh em. Cày thật, không làm gì được luôn anh em ạ. Tăng thêm defense này. Hay tao thêm công này, mình tăng nâng mắc công rồi. Ok, chúng ta mở khóa rất là nhiều khu vực mới chứ. Ui, mình đi rất là nhiều thứ mới anh em ạ. Không có con boss thôi. Oh my god. Và rồi thì chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em nhá.